Xin chào các bạn, ở đây mình đang có một chiếc Galaxy Note 5 và một chiếc Bud S Pen cắm nhầm lỗ. Ê, đậu má chơi ngu ấy, không biết được. Chính vì thế hôm nay phải làm một cái video đó là mở bụng chiếc Note 5 này ra để rút cái Bud S Pen ra ngoài. Rất là đáng lòng. Ở đây là những dụng cụ chúng ta cần thiết là một tua vít 4 cạnh này, một tua vít 6 cạnh này, hai cái miếng này để chúng ta cậy nắp lưng và một cái banh để gắp ống vít ra. Đó. Các bạn thấy đây là cái Bud S Pen của mình, nó thòi lòi dài đít như này. Bây giờ mình sẽ tháo cái sim này ra. Và chúng ta sẽ dùng máy kho để kho nóng phần keo xung quanh viên cho keo nó tan ra. Đó. Kho thật nóng. Rồi lấy cái thanh cậy như mình vừa nói với các bạn ạ. Bậy lên. Đó, lên một chút rồi. Xong bây giờ mình sẽ nhét cái miếng nhựa kia vào cho nó mềm, nó khỏi xước lưng. Và cậy hết cái lưng này ra. Đó, các bạn thấy không? Thợ bên Max Mobile này rất là chuyên nghiệp. Tháo rất dễ dàng. Mình có xem vài người trên mạng tháo ra thì cũng không ít người làm vỡ rồi. Nè. Đó, vậy là cái lưng nó được bóc ra. Rất là ngon lành. Lưng thì nó khá là mềm thôi, cảm giác giống nhựa hơn là kính. Ở đây chúng ta cần phải tháo khoảng tầm 20 con ốc. Rất là nhiều. Đó, sau khi tháo cái nắp lưng này ra thì các bạn ấn nhẹ cái màn hình ra cho nó kênh lên. Đó, thế là có thể rút được cái Bud S Pen rồi. Ra nào. Ra. Ừ. Đấy, đâu rồi. Rồi, đó. Chuyển kênh cái màn hình một chút thôi, tạo ra cái chỗ trống là các bạn thể nhấc cái Bud S Pen ra ngoài. Đó, rút vào thì cái đầu này sẽ mắc vào khớp ở trong, mắc cái đầu khớp ăn, mắc vào khớp ở bên trong. Đó, thì khi rút ra các bạn sẽ bị kẹt cái đầu khớp lại. Như thế kênh cái màn hình lên các bạn sẽ có chỗ trống để rút ra. Rút cái Bud S Pen ra xong rồi. Nhưng mà mình nghĩ các bạn chưa muốn video kết thúc ở đây. Chính vì thế chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu bên trong, mổ ruột chiếc Galaxy Note 5 này ra để xem nó có những cái gì. Và cái màn hình cũng được dính bằng keo, nhưng mà keo lần này thì nó dễ dàng hơn là keo lần lưng. Nhấc ra rất là nhanh. Đó. Ở đây chúng ta có cái bom mạch chủ, mình sẽ tháo cái bom mạch chủ này ra. Đấy, các bạn nhìn thấy đây, cái Bud S Pen mắc vào chỗ này. Cái lưỡi này để giữ bút này. Đó. Nếu các bạn nào mà cố giật cái bút ra rồi gãy cái lưỡi này là lần sau đút bút vào là không có gì giữ, là bút cứ tuột ra ngoài thôi. Và bây giờ mình sẽ tháo cái main này ra. Đây, và đây là cái main của các bạn, hình chữ L. Đó, rất là dễ thương. Các bạn ý đây cái cổng micro USB này và mic thoại và các thứ linh tinh thế này, cái này thì không tháo được nhá. Bởi vì cái cáp nó vòng qua trước mặt kính, ép lẫn vào màn hình. Vì thế các bạn muốn tháo cái này là phải cậy tách cả kính và màn hình ra. Mình không tự nhiên chơi ngu thế đâu. Chính vì thế mình sẽ bỏ qua cái bước này. Bây giờ chúng ta sẽ tháo cục pin ra vậy. Ok. Đây là cục pin 3000mAh, nhỏ nhỏ xinh xinh các bạn. Các linh kiện được lắp rất là khít vào nhau. Chính vì thế tại sao cái máy này nó mỏng như vậy. Đó, mình tháo nước cái motor dùng ra nữa. Chả biết còn cái gì tháo nữa không. Đó. Đây là rất thật những gì chúng ta có thể tháo ra được. Một đống ốc vít, cục pin, cái main rất là to. Và còn lại linh kiện được dính màn hình rồi. Mình không chơi dại đâu. Và đây là video hướng dẫn tháo chiếc Samsung Galaxy Note 5. Mình hy vọng các bạn đừng có bạn nào chơi ngu như mình trong cái bút vào nữa. À thôi. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích thì nhớ bấm like và đăng ký để tiếp tục theo dõi các video khác trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào. Hẹn gặp lại và chúc các bạn không chơi ngu như mình.